một nỗ lực cố gắng với cùng phúc móc được vào cái tai của nó. Kéo về anh ơi, kéo về. Kéo về cái gió của nó đang bị ngược này. Cái gió nó ngược hướng máy bay anh em nhìn đi. Linh kiện RC xin chào tất cả anh em. Đây mấy ngày mưa anh em chúng tôi ở nhà chế tạo ra con thuyền này để nghịch đây. Hôm nay trời nắng lên một tí thì sẽ ra bay test thử. Ra cho hạ thủy thử để xem nó nhào anh em nhá. Rồi ok, thả thuyền luôn em. Rồi tôi sẽ để góc máy ở đây để cho nó chuẩn chỉ. Rồi ok. Sao đây? Có điều khiển này quá. Ngược hướng à? Thôi, đúng rồi. Sao đây? Điều khiển nữa rồi. Đây, anh em tôi đang treo móc câu lên con S70. Các bạn chờ xíu, đang treo móc câu lên S70 rồi, gần xong rồi. Còn 1 phút nữa thôi. Ui, nó trôi xa quá rồi kìa. Anh em trôi ra đầu kia khó lấy lắm. Bục vào giữa nhá. Đúng rồi, bục vào giữa. Giữa hai càng lệch. Bục giữa hai càng đi. Ok, bục vào giữa hai càng cho đỡ lệch nhá. Đây là cái móc mà anh em tôi đã chế. Đây các bạn để xem cái móc và sợi chỉ tôi buộc phía dưới con S70W. Hy vọng là nó sẽ đủ sức để kéo con kia mà không rụng luôn được. Ok anh em nhá. Rồi anh em nhá, bây giờ tôi sẽ cất cánh, anh em thể nhìn thấy cái móc ở ngay bên cạnh. Rồi. Sẽ cất cánh thử xem nó như thế nào. Tôi đang rất cố gắng dùng con S70W kéo con thuyền này về bằng cái móc câu tôi vừa mới chế xong, nhưng nghe có vẻ rất là khó khăn. Cố lên anh. Cố gắng các bạn ạ. Và gần như là cổi nó vào luôn rồi anh em ạ. Sau một nỗ lực cố gắng cuối cùng cũng móc được vào cái tai của nó. Kéo về anh ơi, kéo về. Bây giờ tôi kéo về cái gió của nó đang bị ngược này. Cái gió nó ngược hướng máy bay anh em nhìn đi. Con S70 này khá khỏe để kéo vào. Ra kéo máy bay, ra bắt lấy luôn. Nhanh. Ok.